Rồi, chào các bạn đến với kênh ABN ha. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn một cái tàu điều khiển bơm tưới giá tự động ha. Tàu điều khiển bơm tưới giá tự động với chức năng chính như sau. Thì ở đây do nhu cầu là mình có sử dụng một cái bơm. Mình có sử dụng một cái bơm thôi. Nhưng mà mình muốn tưới cho cấp nước cho một cái tủ làm giá tự động với lại một cái bồn nước sinh hoạt. Cái thiết bị thứ hai là bồn nước sinh hoạt. Thì ở đây mình sử dụng một cái tủ điều khiển chính. À, một tủ điều khiển chính ở đây. Hoàn toàn tự động. Thì theo sơ đồ thì nó gồm có cái gì? Theo sơ đồ thì nó có một cái tủ điều khiển tự động mà một cái bơm thiết bị thì gồm có một cái bồn nước sinh hoạt ha. Còn ở đây là cái bồn là cái tủ làm giá tự động. Ở đây là có hai cái van, van 1 và van 2. Van 1 thì cấp nước cho cái bồn nước sinh hoạt. Còn van thứ hai thì cấp nước cho cái tủ làm giá tự động. Thì hai cái van này nó sẽ khóa chéo nhau. Khi mà van thứ nhất mở thì van thứ hai nó sẽ đóng và ngược lại. Van thứ hai mở thì van thứ nhất, van một nó sẽ đóng ha. Thì nguyên lý nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nó rất là hữu ích ha. Và thiết thực trong cái việc mà mình sản xuất thường ngày. Thì bây giờ chúng ta xem là cái tủ, cái phần tủ điều khiển này nó gồm có những thiết bị gì ha. Rồi giờ chúng ta xem trong cái tủ này gồm có những cái gì ha. Thì cái thứ nhất là một cái CV tổng, thứ hai là một cái thermometer tuần, cái thứ ba phần động lực thì mình có cái khởi với relay nhiệt để bảo vệ động cơ ha. Thì ngoài ra nó còn có một cái công tắc xoay on off ở đây. Các bạn thấy ở đây công tắc xoay on off ở đây để chuyển từ chế độ tưới tự động sang chế độ bơm nước lên bồn. Thì ở đây mình cũng có làm sẵn cái tên và vị trí của cái nút ha. Nếu mà vị trí sang bên này mình sẽ là tưới tự động cho cái tủ giá. Còn gạt sang bên này thì bơm sẽ bơm nước lên bồn nước ha. Thì bây giờ mình có thể thử coi như nó như thế nào. Thì ở đây nó có công tắc, mình sẽ bật sang cái vị trí bơm nước lên bồn ha, thì khởi nó sẽ hút. Đó, như các bạn thấy khởi nó sẽ hút. Còn mình trả về chế độ tự động thì khởi nó sẽ nhả ha. Thì muốn test chế độ tự động nhanh thì mình có thể sử dụng chế độ main ở đây để mình thử. Đó, thì khởi nó sẽ hút ha. Thì để trả lại mình có thể bấm vào đây. Up hoặc là chuyển sang chế độ auto. Thì mình cũng muốn nói thêm một lần nữa thì cái tủ này nó có hai cái chức năng ha. Một là nó ở chế độ tự động tưới cho cái tủ làm giá. Hai là nó bơm nước lên bồn, nước lên bồn để sử dụng cá nhân. Thì nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share hoặc là comment bên dưới ha, để mình có những video nó chất lượng hơn. Ngoài ra thì
Thực ra trong cái ngoài ra thì mình cũng giới thiệu tới các bạn cái này. Đó. Thì trong này nó là một cái bảng hướng dẫn để cài đặt ha, nó cũng rất là chi tiết rồi. Trong này nó có đầy đủ các vị trí chức năng. Nếu mà bạn mua một cái thermostat tuần về thì trong này nó sẽ có hướng dẫn rất là chi tiết về cách điều chỉnh rồi hẹn giờ tất cả các thứ ha. Điều trong này hết. Này, trong đây là tờ hướng dẫn sử dụng. Đây, chúc các bạn thành công ha.